Vâng, Duy Minh xin kính chào tất cả bà con cô bác đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Hiện tại Duy Minh đang có mặt tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, quý chú anh chị. Đó, bên trong đó là mộ của chú Vũ Linh. Thì hôm nay Duy Minh thấy rất là vui khi mà thấy những chú bồ câu này quý anh chị về đây nô đùa tung tăng kiếm mồi ở tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì Duy Minh nghĩ rằng đây là một cái điềm lành quý cô chú anh chị. Thì người ta nói thường thường ông bà xưa có câu á, đất lành thì chim đậu. Thì Duy Minh nghĩ rằng những cái chuyện về gia đình sóng gió đã trôi qua, thì có những chú chim lại đây để báo cái điềm lành sắp đến quý cô chú anh chị. Thì những ngày qua thì bà con thấy không, có những chú bồ câu đang đậu trên nóc và đi kiếm ăn tại cái nơi này. Thì xuất hiện nhiều cái điều tốt, đó là những cái vị khán giả như là chị Gina Nguyễn nè, chị Hồng Ngọc nè, rồi chị Ami nè, rồi tất cả các bà con đến đây là quyến mộ nè, rất là đông luôn. Đó, tặng những cái hoa, tặng những cái hoa quý chú anh chị, và những cái cây rất là đẹp luôn quý chú anh chị. Duy Minh nghĩ rằng đây là một cái điềm lành nghe quý chú chị. Thường thường là bồ câu là một cái loài rất là thông minh luôn. Khi ngày xưa mà cái thời mà chưa có đường lộ á quý chú chị, thì những cái vị tướng ở bên Trung Quốc quý chú chị, khi mà ra trận thì phải dùng những cái bồ câu nè đưa thư về về cho những cái binh lính đồ để là báo hiệu, để là tổ chức mà để là tấn công một cái địch quý anh chị. Thì dùng những cái chú bồ câu thông minh này huấn luyện đó chạy ra đây luôn mình luôn nè quý anh chị, thấy không, rất là những chú bồ câu này là rất là thông minh nè, mấy chú là rất là dạng luôn, thấy không đó quý chú anh chị. Thì đây là bồ câu là báo hiệu cái điềm lành quý anh chị ơi, sóng gió của gia đình đã qua đi đó. Thì Duy Minh nghĩ rằng là buổi sáng nay Duy Minh cũng có đặt một cái mâm cơm chay quý chú anh chị cho là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, của một cái người cô hôm qua đã gửi cho Duy Minh trong cái phong bì là 200k đó quý chú anh chị. Mà cái một người em YouTube ra ngoài đồn đại mình nói là nhận 100 đô đó, rồi từ từ những anh khác nghe không rõ lại đồn lên là 2.000 đô. Mình nghe thật là mình nghe mà mình bất cười, nhưng mà Duy Minh cũng bức xúc, và Duy Minh cũng đã chê giải trình xong rồi thì nó không còn bức xúc nữa quý chú anh chị. Thì Duy Minh cũng giải quyết đây luôn để cho nó gọn gàng quý chú anh chị ơi. Đó, những cái vị khán giả mà hay đến đây để đưa tiền cho Duy Minh thì Duy Minh giải quyết liền. Và Duy Minh hay cho những mà anh em đều xem quý anh chị bao nhiêu đó, để cho mấy anh em có thể làm chứng cho Duy Minh, để nhiều khi là một số anh em không biết nói đi nói lại quý anh chị, nó sẽ thành cái câu chuyện nó quá đi, thì bà con xem thì cũng đã biết rồi đó, cái câu chuyện nhiều khi nó nhỏ lắm nhưng mà bứt phá ra cho nó to thêm, để là tạo dựng thêm một cái câu chuyện nó gây cắn, để là có cái câu chuyện để là quay đó quý anh chị. Duy Minh ở đây chia sẻ ở đây thì thôi, điện thoại quý anh chị ơi, Duy Minh tạm ngừng ở đây tí ha. Quý chú anh chị ơi, Duy Minh vừa nghe điện thoại sớm khi lấy đồ quý anh chị, giờ đảo vào đây những chú bồ câu này quý chú anh chị. Đó, đây là những cái chú bồ câu rất là dễ thương luôn. Thì bên trong đây thì có là một số anh em đang bồ câu lên mộ quý chị, ai lên mộ luôn. Thì một tí xíu nữa là sẽ có một cúng một cái mâm cơm ha. Quý chú anh chị, bữa nay là đi xa tại tại đang cúng quý gì đó. Thì tí xíu nữa có một cái mâm cơm cũng gọn thôi, 200k để gỡ cúng cho chú buổi sáng, cúng chay chú, cùng cúng chú vô chai ha, buổi sáng cho chú, còn nguyện cho chú được giảng sanh về miền cực lạc. Đây là buổi sáng, để giờ Duy Minh chia sẻ lại những cái hình ảnh mà buổi sáng
những cái tấm hình này thì nó rõ ràng không quý anh chị, tại vì sáng sớm thì nó không có rõ ràng đó. Còn mẫu của chú thì Duy Minh cũng chia sẻ rồi, cái tấm hình và những cái chữ này thì không có biết chính xác được cái ngày quý chú vậy, cho nên là cũng phải đợi dựa theo rồi những người làm ở đây quý như vậy, người làm trong hoa viên này, người ta tới người ta báo tin xuống tới coi, xong rồi người ta sẽ báo tin cho anh em mình mới biết, mới báo tin cho bà con, thông báo cho bà con được ha. Đây là những cái chậu hoa mà hồi sáng mà chị Nhi đã cắm lại là quý chị, rất là đẹp luôn, hoa tươi không quý chú chị ơi. Duy Minh cũng có mua nhà đèn cày ở nhà quý anh chị, mà Duy Minh nói hai ngày nay mà quên hoài, những cái đèn cày nhỏ hút khúc khúc gì nè đó, Duy Minh mua sẵn ở nhà rồi để đem vô đây mà đem vô thắp buổi tối cho chú mà quên hoài luôn, đó là Duy Minh tự mua nghe, nhưng mà sẵn rồi hết mình. Dạ chưa có hình cô. Có hình sao mà em cho bao nhiêu? Nói chung là mình dự đoán thôi chứ cái thông tin chính xác thì chưa. Chúng mình dự đoán là một ngày, hai ngày là gì, nhiều khi chiều nay không chừng nữa. Nhưng mà mình chỉ là dự đoán thôi. Dạ tấm hình ở sau này là nó đẹp lắm. Sao trước luôn. Tấm hình ở trước là như tấm hình ở mặt này là đúng màu đỏ trong cái tuần là tàng chiêu đới á. Ở tuần tàng chiêu đới quý chú chị. Ủa cô từ đâu đến cô? Cô kêu được ở chị hả? Chị năm nay bao nhiêu tuổi? 41 tuổi. 41 gì ra, khi gì mình gọi là chị được ha. Chị từ đâu đến chị? An Giang á. An Giang hả? Sáng nay chị đến với ai? Đến với bé con cả. Bé con. Nó thích nhang nữa mà chị hẹn hò. Dạ. Bé 11 tuổi. Hôm nay bộ chị không đi làm sao? Không có đi làm. Dạ. Dưới quê đi lên trên này lên 2 bữa nay rồi. Lên 2 bữa nay rồi cái đầu mới hỏi đường á. Gì hả? À. Hôm trước cũng có lên xuống được 2 lần rồi. À. Vậy là cho là chị yêu mến chú quá cho nên là mới ấy thôi. Hồi nhỏ chú có về An Giang, lúc đó mình còn nhỏ mình đi học ở trường á. Chú về An Giang là chú vô có bán cà phê qua hương á, uống rồi ở trước thì ở cặp bên thì trường học của mình học á. Dạ. Còn nhỏ mà rồi đi qua thì dạ. Sinh thì sáng đi ra ăn cơm tắm đi trong cái quán cà phê đó. Dạ. Chú uống cà phê với bạn chú rồi với mình nhỏ mình có bán ái gì biết mà chú ra nghe nói chú Vũ Linh rồi mình chạy lại dạng dĩnh lắm, chạy là nếm tay nha chú Vũ Linh. Dạ. Cái ổng quỳ ngang cái ổng nói ủa con đi học ở đây gì, nói dạ đi học ở đây. Dạ. Cái ổng mới nựng là má mình. Dạ. Ổng nói bé dễ thương quá. Cái ổng nói con vô học chưa, nó chưa. Dạ. Cái nó rồi còn ăn sáng nay dạ, rồi cái đầu ổng đi, ổng nựng mình cái ổng đi. Dạ. Thì nhớ hoài. Chú đẹp trai lắm. Chú đẹp trai lắm ha. Lúc đó là chị có biết là chú là khoảng bao nhiêu tuổi không? Chú lớn mà lúc đó chú lớn mà mình đổ chứ cũng có 20 mấy tuổi gì mình cũng đâu đổ vậy thôi. Thì lúc đó mình mới có 7-8 tuổi gì Nhưng mình nhớ cái hình dạng của chú hoài luôn á. Tới giờ mà vẫn còn nhớ hả chị? Hoài. Nhưng mà chị cũng có cái duyên đó. Tới hồi lúc trước mà mặt của chú hồi đó bị mụn gỗ còn nhớ luôn á. Gì hả? Ừ, mặt của chú hai bên đây là gỗ. Lớn mà mình biết là chắc chú xài phấn hát quá. Lúc đó thì chắc chú xài nhiều ha. Ừ. Mặt chú sau em gỗ như sau lúc mà em cũng một lần em lên hôn chú á, nhưng mà chú mặt chú mịn lắm mà. Sau này thấm gì viện này kia nữa mặt nó đẹp. Cái hồi đó mặt chú hơi bị gỗ bị mụn á. Dạ. Chú nựng mình vậy nè, chú nựng nó bé dễ thương quá. Dạ. Ô, cơm tới hả? À, được ha, em cảm ơn chị ha, để em ra ăn cơm. Cơm tới rồi quý chị ơi. Chúng cơm tới nữa quý chị ạ. Đồ đem đồ tới anh rồi. Đồ đem đồ tới. Này là cúng xương xương buổi sáng. Xương xương buổi sáng hả?
thôi đổ rồi đó, đổ nước đó bạn. Rồi tính tiền lại cái luôn đi anh. Đây trả tiền luôn ơi, cầm giùm đó. Trả tiền luôn. Rồi ngự hộp nha, ngự hộp. Ngự hộp chị Thảo. Rồi bịch. Chị Thảo hết hết tay rồi. Chị hết tay thì chú Tiểu có xách giùm chị không? Có không chú Tiểu? Đang xách nè. Giỏi quá. Rồi đem vô nha anh Minh. Đây là anh Vinh cũng làm mà. Đúng rồi. Mình đặt chỉ có 200 thôi của cái vị khán giả hôm qua. 200 hôm qua mà trong bao thư hả? Bên em chỉ anh nè, anh đi mình anh thấy kỳ lắm, anh giống anh Niu đi mình rất đồ của Liên. Em mở cái bàn nha. Cái bàn này anh Minh ơi. Đây nè anh Minh ơi. Đẹp đi. Chỗ đẹp và chỗ đẹp luôn. Chỗ đẹp luôn Minh ơi. Chỗ đẹp. Chỗ đẹp chỗ đẹp. Bấm xuống số 1 quay để quay cho nó rộng. Bấm xuống 075. Đẹp cảm ơn anh. Làm tóc hành với mình là có cúng liền cho cậu Năm. Có cúng liền cho cậu Năm luôn. Đúng rồi, có cúng liền. Cái này khoan nha, mình đẩy ra mình đặt mình luôn nha, đừng đỡ lên cái khúc tại vì nó dính đấy rồi. Dính đấy đúng không? Dính đấy rồi hả? Món gì vậy chị? Này cho ăn cơm quá ha. Em chay. Em biết ngay là cơm mà. Chay đúng không anh Minh? Đúng rồi. Chay. Cơm mà đẩy đi ra ta. Em chay. Đó là gà. Hấp xả. Y chang cái đùi gà rán luôn trời. Khoan để em lấy cái màng con quấn lại luôn. Nếu mình con quấn lại luôn tí. Cái này là cái này giống là kiểu như làm giống kéo anh tí. Ủa đầu cắt đâu rồi? Mình lấy kéo mình cắt đỡ đi. Cái này là mình phải để một đầu thôi, cái xong rồi mình cắt ra mình sắp luôn. Sao kỳ vậy? Có cái này mà ai cũng lấy, nên bé lấy ha, bé mèo. Con lấy không? Nãy giờ đi chơi mà. Ủa vậy Năm đâu? Năm đâu rồi. Để kéo đi, dội. Thôi kéo cắt rỡ đi. Sao ai mà chơi kỳ vậy? Ở đây rồi, cho nó gọn rồi nha. Cái hàng xe tao cũng bị lấy ha. Rồi, hai anh em mà làm. Không, đừng có làm gì. Chút xíu mình kéo cái màu qua. Đừng làm gì mất công nó chậm thêm. Mà nó không ấy. Chút xíu mình kéo bên bên mình chùa lên bên cho ta. Tại vì như nè, nghe qua đó. Vậy nè. Đó. Đó. Được chưa? Đúng rồi. Rồi cũng được mà, lập tiền cái chứ. Hợp lý đi. Rồi rồi, tại vì anh cắt cái này trước tới nha. Đừng có sắp được. Hai cái kéo luôn mà. Ở cây nữa. Cây à, chị Nhi đen là. Đó. Khang bỏ đó. Khang chưa? Bỏ cái hộp này vô nè. Đó, hộp vô nè. Nè. Thôi mình làm tiền cái thì lấy lát mà lấy xuống ăn không ăn thì mình lấy ra. Không phải, ý là nó vẫn hợp vi sinh thấy không? Rồi. Rồi lắm rồi, lấy răng cắn nè. Đi răng cắn nghe mà. Thánh review bữa nay không review đâu. Tí. Thôi vậy thánh review. Lấy răng cắn. Anh Hân, anh nói là thánh review thế này không review kìa. Này chán rồi hả? Không review. Ngày nào cũng cúng mà. Cúng có khác đâu. Không, bây giờ anh bị chửi gì quá. Cúng cái khác không? Cơm này cơm không. Bởi ngày nào mà thánh review không review cũng thấy lạ đúng không? Ở đây có mấy thánh này. Mấy thánh này. Mấy thánh này. Mấy thánh này. Nước gì ta? Dữ vậy? Mướp xào. Tao biết hay rồi. Đúng không? Không bị lấy nữa. Mít non. Hiểu luôn á. Cái thầm. Này chắc bé mèo quá chứ ai đâu lấy. Chứ ai lấy con. Ờ mấy ông. Sao sắp luôn khỏi từ anh cứ yên tâm cái chuyện đó để anh cứ yên tâm đây. Đúng rồi, anh cứ yên tâm các không kịp tụi em vào nó mà đây là nó vô cái đất rồi đó vô hồi chút kiếm mất lao bàn lại nữa nè rồi lấy rồi vẽ luôn ra bên kia luôn em đó vẽ không phải đó lỡ gì bích non này cũng làm được nhiều món thấy cái cổ làm nổi da mèo mèo mà nói cái này cho nó gọn gàng ấy cái khác thì nó gọn gàng. Dạ mèo. Rồi kéo em. Cái cô này là ở đâu anh hả? Cái cô này là ở cái cô mà cơm chay này nè. À cái cô mà gửi tiền là túi cơm chay nè. Cái chị hôm qua đó, cái chị hôm qua gửi cái thiệp mà nghe nói người tình gì của chú á. Tình trong mộng gì đó. Cô này cũng cái nằm đen đó. Cô chia sẻ rất là nhiều nè. Cô này cũng còn anh còn không? Lấy khăn lau em. Hết rồi không? Lấy khăn lau ông tới. Còn hết rồi. Gì vậy? Cái này mình lấy cái chén chứ thì hết rồi phải không hết lên tí hết rồi gì mình quán lại
lát tụi em phải đi tìm khô áo hả? Tấy giống hài mình xếp theo cái kiểu này để cho nó rộng ra ha. Nè, đó. Rồi giờ em lấy 10 cái chén đúng không? Lấy 10. Một cái chén. Thôi lấy 20 cái đi cho dư luôn. Đâu có không? Quay lại đi. Tại sao rồi tử YouTube là đúng rồi. Rồi. Cắm cái cây em đi ra em coi thử chữ sao chữ. Cái này món là gì YouTube. Em hết hả? Sao kỳ vậy? Cái vụ gì mà khán giả là chữ YouTube? Đâu em coi cho cô đi chữ cái gì vậy? Chút vô nói anh nghe nha. À đúng rồi. Chừng quay gì vài phút thôi, thấy không được thì vô nha. Khán giả bức xúc YouTube là ví dụ như là đừng có để cho gia đình chuyện gia đình giải quyết không phải gia đình đâu, gia đình là để cho gia đình giải quyết không có nói là như có nhiều chuyện không hiểu anh Minh ơi, mình đưa lên nha, nói gì mà la dữ hả? Không hiểu đũa hôm nay là anh Minh cúng 6 món lộn 7 món chứ 6-7 món là biết mà review luôn rồi 1-2-3-4-5 món gì món gì nè 1-2-3-4-5 nói gì món gì cho bà con nó biết. Đây là đậu hũ không, đây là chả, đây là mít, đây là đùi gà, đây là chả chiên, đây là mít, đây là đậu hũ với nấm kim chi. Cái bình hoa mình đâu ta? Còn đây là chị Bon. Vợ có hoa nhìn giống hoa vợ. Em mừng cho bây giờ đồ ăn là mình đã hở rồi hết rồi ha. Cậu chỉ cần ngửi sơ là mình no nê liền. Hửi là no không? Hửi là no anh Minh ơi. Nó chai nguyên lên đây. Ốp lạnh luôn hả? Trời ơi. Các cô chú có thấy anh Minh đẹp trai không? Rồi nhưng mà đem lên đi rồi mình vui luôn. Minh qua có người bình luận trên kênh em nói anh Minh đẹp trai lắm á. Cảm ơn bình luận của chú Tiểu ở gì? Khang giữ mộ của Năm. Khen dưới một của cậu. Là bỏ xếp trong lên manh. Quên đó, để tạm ở đây cái đi lên cái chiếu rồi. Để của anh Niêu cũng lâu rồi, mình ghim xuống được luôn rồi đó. Của anh Niêu cũng lâu rồi. Hồi ghim bàn nó xuống luôn. Dạ ghim bàn nó xuống luôn rồi. Kín bạn xuống luôn đi. Kín hết xuống luôn chị Nhi ơi. Đúng rồi.
Này cũng hay ngon anh chị Thảo. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời không? Quá tuyệt. Này cũng cho cậu là 7 món. 200 món lên nhỏ. 7 món hả? 7 món với 10 chén cơm. Ừ, cái gì nữa? Hả? Chứ hai chai nước với bình bông. Có cái gì nữa? Hết rồi. Chứ là mình đen nước nha. Em cơm em là tên nào? Kênh khen dữ một của cậu. Mốt để thêm số 5 nữa. Chị. Chị em để số 5 chị. Là khen dữ một của cậu Năm. Sao bây giờ không để luôn? Chưa được. Chưa được. Để lại nó mất đề xuất. Ghê quá. Hello ốc tiêu nha. Đây là ốc tiêu cả nhà. Dạ. Anh Minh giờ anh Minh sắp ghế lại cho cậu ngồi với hàng xóm của cậu. Bỏ hai cái ghế nó mới đủ anh Minh ơi. Wow. Mời cậu về ăn cơm với hàng xóm của cậu. Cơm đâu luôn đi. Mình để nhen đi anh Minh. Đút nhiều nhiều quá. Để nha nó ngon quay hết. Để nha hả? Ừ. Tại vì có cô bác nói là để gì nè, gùi nó bay ớn lắm. Chứ sao? Không lẽ mình lấy cơm mình bịch cái mặt lại luôn. Bịch lại luôn ha. Ừ. Bịch để hơi hơi giống mấy cái này nè. Để anh kia một tí ơi. Một tí ơi. Một tí. Mình lấy cái cây nãy mình bịch cơm lại luôn đi anh, chừa cái lỗ nhỏ thôi. Gùi nó bay nhiều. Anh Tý ăn đi. Kìa hả? Ừ. Ok ghê. Ống kìa. Ngon á. Ủa gì là mắc cái bao con hả ta? Lấy ca lấy kéo anh Minh ơi. Rồi lên. À, mình bịch cái mặt lại luôn anh Minh. Bịch lại đựng cho cái gùi. Thì giờ anh Minh lấy này bịch cái mặt lại cho bỏ cái lỗ hơi hơi anh Minh. Ừ, đúng rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Bịt cái mặt lại. Bịt một bên, chừa lại một bên ha. Ừ, chừa cái lọ, chừa cái hơi hơi nó ra ha. Cái chừa cái miệng nó xíu à. Nhìn cho cũng cúng, quay cho vệ sinh tí nữa uống chú kìa. Đúng rồi, gùi nó... Con cũng, cô bác cũng góp ý nè, mình bật gùi. Cái này là không sao. Gùi nó bay quá. Bịt cái này, bịt cái này gùi nó bay cũng đỡ được xíu. Lại nó không dám vô. Ừ. Thấy bật quá nó không dám vô. Đúng rồi. Nó chờ một mấy. Ờ à, đúng rồi. Bịch lại hết luôn. Chị được không chị? Nó à, hỏi ý kiến chị thử coi. Được không chị? Được không mày? Được rồi mày. Mày không cho tao mở lại chim mày. Bà nói được rồi mày. Hay rồi.
Alo, alo. Alo. Dạ, dạ, dạ. Cô ốm lộn con ơi. Cô ốm lộn con ơi. Có cái đèn cày đó ai mua vô anh mình. Đó. Không biết chứ khán giả quá. Quá tuyệt vời, còn hai chén nữa anh Minh ơi. Nhưng mình bịch lại gì là thấy im á ha ha. Ừ. Bịch lại gì mình chờ cũng một buồn nè. Mình bịch bịch giờ mình vẫn để nhen. Để nhen luôn. Nhen luôn ha. Ừ. Để nhen cho nó. Rồi mình đốt thêm 8 cái viên đi. Quá ok rồi đó. 8 cây nhiên. Thì khen những mẫu của cậu thì để nhiên dùm nhẹ cho nó không có gùi. Đốt thêm 8 cây nhiên nữa anh Minh. Có cái mấy cái cuốn đó là cái cô kia để ai mà bệnh ta chỉ bí quyết anh Minh. Cái này nè. Cuốn này nè. Cái đó thì chưa biết là có cái ly này lâu chưa bỏ xuống đi nhìn nè. Ly này nè. Ô ly rất lâu rồi á. Thôi mình bỏ xuống đi. Bỏ xuống đi nhìn để cày quá anh Minh nè. Vớ cái thùng ra giùm em á. Thì giờ anh Minh đốt nhen để trên đó không có gùi. Em nghĩ là anh Minh cúng là hồi anh yêu vô cúng nữa anh Minh. Đúng rồi. Anh yêu đang mua đồ quá. À. Dạ anh Minh cúng trước cho cậu ăn trước phải không? Dạ cô chú anh chị Minh. Anh Minh mới đốt nhen có khán giả vô luôn anh Minh. Đó, ngoài đường kìa. Nhóc luôn. Qua wow, nay có khán giả vô đông quá, đông vô đốt nhen cho cậu nè. Cũng một cái mâm cơm rất là hoành tráng luôn à, của chú anh chị ơi. Cơm buổi trưa. Cũng cơm buổi trưa phải không? Cũng chài ha. Chài. Quá tuyệt vời của chú anh chị ơi. Có khách vô rồi anh Hân. Nhưng mà đây nha. Vị chị Bồ Tát cũng mẹ Quan Âm quá ngàn chén cơm ngàn ly nước ngàn chai nước cũng như ngàn thực phẩm để cho các chi vị đây dùng quả ngon năm di đà Phật ngài chứng nhận dùng à. Ra trên Minh lại cái em thì lại nghĩ xấu anh em không cho nhưng mà mốt là em làm gì em biết như anh tin em thì em mới nói anh tí hãy kể không cho anh cô nói bình chai hai đồng món luôn anh đốt đây anh đốt không đốt cái nữa anh Minh ơi hút cậu đi nhưng bên đây nè chị
Vô giếng mộ cậu. Cảm ơn em ha. Quý chú chị ơi, Diễm Minh hình như là bao lại và chừa một phần ba cái này nè quý chú chị. Đó, để cho nó hạn chế bớt những cái con gùi ở quý chú chị nó vô thì có đốt hương nữa cho nó đốt hương khói lên cho ung khói cho đừng con gùi nó bay đi chỗ khác quý chú chị. Thì lần nữa thì Diễm Minh cũng xin cảm ơn một cái người cô giấu tên hôm qua gửi cho Diễm Minh mâm cơm để cúng cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý chú anh chị. Hôm qua gửi cho anh cái thiệp mà 200 ngàn hả? Đúng rồi. Là bữa nay là cúng cơm. Nay mình cúng luôn để cho nó gọn gàng ghẽ. Tại vì những mà cô mà chú hay đến đây hay đưa cho mình tiền á, mình cúng luôn cho nó dễ mau. Ở đây trong đây có những cô mới đến. Hay là quý cô chú chị ơi, thấy những cái mẫu chú hiện tại giờ chỉ còn tấm hình nữa thôi đó, mà dưới là những cái chữ này quý anh chị và con ai cũng đang là mong đợi hết quý chú chị ơi. Này có mấy cô Úc. Cô nào đến đây cũng hay thích chụp với tấm hình này lắm á. Tấm hình này đẹp đúng không? Mắt sáng to ha chị? Nhìn ở đây cô. Dạ đúng rồi. 1, 2, 3. Không có che này lên không chị? Chứ có che được không? Đó. Tấm hình là đẹp mà mắt to nhưng mà chị để ý coi. Chị đi qua chị lợi là chú kiểu như nhìn theo vậy. Còn những cái tấm hình này là không có nha. Chị không tin chị làm thử coi. Chị đi qua đây không? Chú đâu có nhìn theo đúng không? Nhưng mà có tấm hình đó là đặc biệt nhất luôn. Gì hả? Ủa chị coi trên kênh gì chị? Gì hả? Gì là đó, anh đang hỏi đó đó chị. Gì hả? Gì là chị không có coi kênh Di Minh Vlog hả? Gì là không có coi rồi. Còn đó, anh đang hỏi đó đó. Dạ, con chào cô. Đó là fan của anh Hằng quý anh chị. Fan của anh Hằng. Nói chung là có mấy cô đến đây buổi sáng buổi chiều giờ mình cũng đã cúng xong cái buổi sáng cho chú rồi. Thì nói chung nó thật sự luôn quý chú chị, khi mà mình buổi sáng cái nhiệm vụ của mình làm gì nó trong cái lòng mình nó hay lo quý anh chị, lo phải sáng phải là cúng cái gì để chuẩn bị trước cho chú để là ăn để điểm tâm sáng rồi trưa và chiều để cũng có kịp hay không nữa. Đó, có rất là nhiều vị khán giả luôn nhưng mà mình sợ không kịp, mình tranh thủ là đặt sáng sớm đó nhưng mà nó hơi chởi tí xíu với chị, 10 giờ rồi mới có làm là cơm thì chắc chơi tí xíu nữa chiều chắc mình sẽ đặt đợi coi anh
anh yêu anh cúng cái gì rồi mình sẽ đặt tiếp của chúng chị. Chị lấy cái đó ra luôn coi luôn chị. Được mà, chị lấy ra xem. Chứ gì dối gì nó mệt. Đó, đây là những cái tấm hình đó. Quý chú chị thấy không? Tấm hình rất là đẹp ha. Đây là những cái vở tuồng mà chú đóng á. Nhưng mà cái này mà phải để là những cái vở tuồng gì và trong cái nhân vật gì là sẽ hay ha chị. Nhưng chị xem gì chị đâu biết đúng không? Biết là mình nhìn thấy thôi. Nhưng cái hình này chị biết là hình trong gì? Cái tuồng vô hoàng sai chứ không? Tàng chiêu đế. Tàng chiêu đế. Này có cái hình chú mặc đồ đỏ nè. Hình này như là trong cái vở tuồng là tàng chiêu đế. Đúng rồi bà con để lời bình luận nha. Nè cái hình này là của chú nè. Hình này là mơ mốt để mộ nè chị. Đây hả? Đúng rồi. Này đẹp quá. Ở đây phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Ở sao có tấm hình nhỏ riêng. Ồ. Không gà em không biết nha. Đâu cho em đọc cái này của chị. Còn sống mãi. Ở đây là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Người còn sống mãi ở đây có viết những cái từ ngữ này để Duy Minh đọc cho bà con biết ha. Nghệ sĩ Vũ Linh tên thật là Võ Quang An, sinh sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958. Ông được khán giả biết đến qua nhiều tuồng nổi bật như là Hòn Vọng Phu, Vũ Áo Bụi Đờ, Bức Ngôn Đồ Đại Việt. Bức Ngôn Đồ Đại Việt là đạt cái giải huy chương vàng Trần Hữu Trang năm 1995 đó quý cô chú anh chị. Còn đây là Cô Đào Hát, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài nè, Giang Sơn Mỹ Nhân. Ông được giới chuyên môn nhận xét là nghệ sĩ đa tài, vừa diễn được thời loại tâm lý xã hội, vừa diễn xuất sắc thời loại là tuồng cổ. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã quay trên 400 video cải lương hồ quảng và xã hội. Ngoài ra ông còn tham gia các video nhạc như Duyên Tình, Tình Đờ, hai các phim truyện Cô Bé Mộng Mơ, Búp Bê Kỳ Quái. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã diễn chung với nhiều nữ nghệ sĩ trên sân khấu cũng như là trong video như Tài Linh, cái gì vậy anh? Nói hồn à? Tài Linh, Phương Hồng Thủy, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Quyền, Thoại Mỹ, Thanh Hằng, Phượng Mai, Hương Lan, Thanh Ngăn. Trong sự nghiệp nghệ thuật, ông đạt được nhiều giải thưởng. Năm 1989, giải diễn viên được yêu thích nhất do là báo sân khấu thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Năm 1990, giải danh ca vọng cổ do là báo sân khấu thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Năm 1991, bạn đọc báo Người Lao Động bình chọn nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất. Năm 1995, huy chương vàng giải xuất sắc Trần Hữu Trang, giải là trích đoạn Bức Ngôn Đồ Đại Việt. Quý chú chị, thì hôm trước là Duy Minh Vlog có là giới thiệu những khi mà dọn hoa quý chú chị buổi sáng, Duy Minh Vlog hay là giới thiệu những cái mà vỡ tuồng cho bà con cô bác. Dạ. Năm 1999 là giải là Mai Vàng của là báo Lao Động ở hạng mục nam diễn viên sân khấu. Năm 1997, ông được là phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tạ thế ngày 5 tháng 3, 2023, nhằm ngày 14 tháng 2, năm Quý Mão, quý chú chị. Ở bên đây là như, chị cầm có nặng thôi, em để lên đây đi. Đây. Quá dài luôn. Để đây nè, quý chị. Bên đây có những cái dòng chữ như là tàn sương một đổi sầu thương, giờ đây khu xứ Ngọc Đường về đâu. Những câu thơ quý chú chị ơi nè, bài thơ ngày xưa Sơn Bá qua cầu, cầm tay nàng Trúc tình đầu dỗ tan, phù sai chống chị gian sang, ngậm ngùi quỉnh cách với nàng A Khương, kim lăng xa ngút dậm trường, để Khương Linh tá ngỡ giường như mơ, lan ơ điệp chép dàn thơ, để cho lan khóc lan chờ điệp đi điệp có nhớ gì, tan thương cũng bởi tại vì cao xanh, trụ vuông thác hở sao đành, buồn thương đất tỷ thâu canh giọt sầu, ngoài chờ lắc phắc mưa ngâu, bao nhiêu giọt rớt dạ sầu bấy nhiêu, thúc sinh giả biệt thí kiều, ta thương thân liễu quá nhiều chung chuyên, nhưng nay mình đã hết duyên, người xưa dương thế muộn phiền ai vương, nhớ ai hành thích yên vương, khiến cho chịu bá nghiêm đường ra cô.
Diệu Phi sát đạ xa hồn, hàng cơ đành phải nén dồn bi ai. Thiền con đường quắc kim ngai, Tây Thiên vũ khắc miên sai lạc thằng. Hội Phi nay ở cổ trần, nhìn vua quắc trong hoàng mây xa, lại hăng trăm nỗi xót xa. Phù kiên càng ở cao, ta chẳng rằng thần. Khoàng khơi quốc mẫu nước tầng, buồn thương xa cách quỳnh hằng. Phù kiên đêm dài nỗi nhớ triền miên, đại huynh vương mạnh phù kiên hết rồi. Một mình chu tự đơn coi, trách xa trách cao sanh hở, ngỡ đòi tình thâm. Huy giao lệ mãi tuôn dầm, anh tôn chàng hở sao nằm nơi đây. Xót thương thương xót hơ đầy, thương anh tôn tôn chốn tiền đài xa xăm. Khách vào tấn đến tặng thâm tâm, dáng thân người ấy dư âm bao tình. Muôn thu thoại mãi giữ gìn, bóng hình thương mến Vũ Linh trong lòng vô cùng thương tiếc cậu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Wow, quý chương chị ơi, phải nói là rất hay luôn. Quang theo như là Di Minh Vlog hiểu là đây là những cái câu thơ mà người ta đã soạn ra, trong đó có những câu thơ khoảng 2-3 câu từ sẽ nhắc một cái vở tuồng của cậu, của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đóng trong đó quý vị. Theo như Di Minh hiểu là như vậy luôn, tại vì có những một khoảng từ 2-3 câu thơ sẽ có một cái nhắc trong một cái vở tuồng hoặc là một cái nhân vật ở trong cái vở tuồng của chú đóng quý anh chị. Ủa sao cái ông máng cái... ông máng lên cổ mình không đi đâu rồi ta? Lát ông đi tìm, ông quay cái màn hình ở đâu á mà cái tiếng ở đây hả? Cái đồ cái tiếng ông máng vô mình. Quy chú anh chị. Ủa là anh quay màn hình đâu mà cái mic thỉnh nhắn. Cái mic ông gắn vô tôi. Nhìn lấy giọng của ông luôn. Quý chương chị thì theo Di Minh hiểu là như vậy đó, những cái câu thơ rất là hay luôn. Đó thì vừa ở rồi. Nhưng mà không biết là chung cái chỗ hôm bữa không, cái này khác à khác chỗ nữa, khác chỗ rồi ơi, khác chỗ cũng rồi mà chú mới cũng vừa hả chú? Chúng rồi nó. Nhưng mà điều đặc biệt là chú mỗi lần đến đây là đều thấy con Năm mà đều rung hả chú? Không phải nói chứ tại ăn cái giò gà riết nó rung nữa à, chứ mà giò gà mình nói cho nó vui vậy chứ. Trời ơi chú chứ mình với chú mà làm gì khớp, trời ơi thương ông gần chết mà khớp cái gì. Nãy giờ mình cũng tưởng đâu gặp con Năm mà cũng không có nghe. Đâu trời ơi vậy là đúng là còn cái nữa là phải hay nãy giờ là chú con Năm cái gì vui à qua bên đây. Tại vì chia sẻ là hôm nay là mình cũng có cúng một cái mâm cơm chay buổi sáng cho là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ông tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 và mất 2023. Đó, chú là một người là nghệ sĩ rất là đặc biệt luôn quý cô chú anh chị. Đó, chú là phải nói là từ xưa đến nay là chưa có thấy ai mà như chú là một nghệ sĩ mà được tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước luôn luôn lúc nào cũng là theo dõi từng giây từng phút không quý chú chị. Đây thì hôm nay mình có nhờ bên nhà ăn cúng một cái mâm cơm và hoa đồng tiền quý chú chị. Hôm nay mình đổi hoa nha và hai chai nước và thuốc thì mình cũng đã thắp cho chú rồi. Đây còn ngoài kia cũng có một cái xe 7 chỗ rồi quý chị. Xe về ha. Ủa? Trước mặt ở đây có chú đây đó là mình vui lắm rồi mình cứ chúc làm sao mà cậu về cõi Phật ví dụ như vậy thôi, mình cứ như đó thôi chứ mình đừng có đi sâu mình đi vô gia đình người ta hoặc là khi đừng quên đi vô gia đình ví dụ tại gia đình như sao không có người ta cứ biết rồi chứ không có gì hết trơn á. Đúng rồi, còn mình đến đây rồi thì mình cứ bình thường ví dụ mình cứ thương cậu thì mình đến đây. Có nhiều người cũng có thiệt biết rằng người ta bút xuất thiệt cũng có mà mình kiềm chế lại chứ đừng có nên chuyện tại vì mình sau mình cái khi mình nói nhiều một không đôi khi có nhiều người ta cũng lòng lòng như mình có nhiều người ta biết rằng người ta lòng lòng á cậu buồn đó mình nghĩ lên đây mộ cậu mình cái mình nói cái gì cậu buồn quá không mình cái gì cũng vậy để cậu vui là được rồi mình cứ yêu cầu như đó thôi. Làm
đúng rồi à, còn có khi năm đó cũng có cái bà cô nó bả giọng giọng cô cậu không có đâu cậu, trời ơi phước đức của cậu biết bao nhiêu mà nói, mà cậu không phải người thường đâu, dễ gì mà ai mà làm gì được cậu, thật cái vậy. Tôi thậm chí như tôi bảo đảm luôn 100% luôn, ví dụ ai ấy, thì tôi không bảo đảm tiền, chứ còn cậu thì vô tư không bao giờ mà ai mà thấy cậu tới như vậy. Cậu là trời ơi thôi, cậu là thôi không có, mình không có nói được rồi, tại cậu không phải người bình thường đâu, cậu đó. Thì mình cứ như đó thôi. Chứ tôi quay lên đây tôi cũng yêu cầu, ví dụ bà con cô bác đến đây cái gì cũng vậy, đến đây thách cho cậu cái hương là cậu cái cậu nằm xuống vậy chứ cậu cũng thương, cậu cũng mến lắm chứ, bộ đâu phải giỡn, mình đến đây là thấy cậu mến rồi, thì mình cứ đến đây mình cứ bình thường chứ đừng có nhắc đến cái chuyện này kia góp ý như vậy. Chú góp ý rất hay luôn chứ, chứ mà mình cứ đến đây mình cứ nay nghĩ kia thì đôi khi cũng đối chứ, trời ơi cậu là biết bao nhiêu, từ cả nước Việt Nam mình tới nước ngoài luôn đó, thương cậu lắm, không bao giờ mà ai mà làm cái gì cậu được đâu. Chứ còn người khác là tôi không bảo đảm người khác thì tôi không bảo đảm thiệt, chứ còn cậu là tôi bảo đảm 100% luôn, là cậu là người tốt, cái gì cũng không, thậm chí bây giờ mình nói mình giờ mình muốn cậu cái gì mà mình khử khử ra cái gì cho cậu xấu á, mà cậu không có xấu, cái gì cũng tốt trơn ra á, trời ơi cái gì cũng là tuyệt đỉnh hết, cái gì thôi. Chứ còn tôi có yêu cầu vậy thôi, chứ còn đến đây thì tôi rất là được mến cậu, tôi đến đây thì nói chung là thương cậu, tôi mến đây đến đây thì yêu cầu vậy thôi. Dạ cảm ơn chú, của chú anh chị ơi. Thì phải nói là chú đến đây cũng có những cái lời khuyên cho là anh em mình rất là hay luôn quý chú chị. Nói chung là chú góp ý cũng hay đó. Đúng rồi, sửa là ui ui đúng rồi ha, mình bao lại nó cũng không có hạn chế rồi ha, chứ nhìn nó bị chót đúng rồi. Rồi chia sẻ cậu đồ đó sao cậu sao thì kia đó mình cũng chia sẻ với gia đình đó, thì mình chú góp ý với chú chạy, thấy chú góp ý cũng hay á. À, quý cô chú anh chị ạ, anh chị này cứ nhìn hình chú hoài, cái hình này chú dễ thương ha, chú thương cái này chắc hình chú chắc hơn 20 mấy tuổi, giỏi lắm, mười mấy, 19, 18, 19 tuổi à. Thấy chú dễ thương ghê luôn quý chú vậy, cu te hiền hậu đúng rồi, hình chú mình nói nha, mặt chú với lại chú hậu chú 7 bây giờ không giống luôn, đúng rồi không giống, nó hậu luôn á, chú là giờ mặt thương sao đâu, đúng rồi. Ai nhìn bây giờ em chi em thấy chị ngồi không hiểu sao mà chị ngồi đây hoài luôn. Không quý chú chị. Đó, em cảm ơn chị ha. Chị thấy hình chú rồi sao chị có cái cũng như chị có thể chia sẻ gì tại sao mà chị nhìn cái hình của cậu hoài không? Thấy hình thương không tả, mới sao tả luôn á. Dạ. Nhìn chú dễ thương quá ha. Không biết dùng cái từ ngữ nào mà để tả luôn ha. Đúng rồi đó. Nó thật sự luôn, nhiều khi em chia sẻ đây nè, em cứ nói hoài mà nhiều khi những cái từ ngữ mà chú mà dễ thương mà em không thể nào mà dùng những cái câu nào mà để mà mô tả chú, con người của chú luôn á. Thật sự nó phải nói là hơn trên cả những cái câu tuyệt vời luôn. Cái câu tuyệt vời là nó quá bình thường rồi. Nó phải nói là một người nhân đức, nhân nghĩa mà lại có tài, có đức, vẹn toàn luôn. Đó. À, có sắc nữa chứ, người ta tài đức không là chết người ta rồi, mà thêm cái này là lại sắc nữa, tài đức không là đã đủ là mê hoặc của con người đúng không chị, lòng người đúng không, mà chú thêm cái là chú có sắc cái nữa là thì thôi luôn, 102 đúng không chị, bởi vì từ những cái gì khán giả từ ở bên nước ngoài các nước nè, vào miền Trung miền Bắc rồi nước ngoài luôn, lúc nào cũng là thằng chuộng chú hết, phải là cái hình tấm hình à. Đúng rồi, có hậu hết, rất là phải nói là trên cái sự tuyệt vời luôn, chứ cái chữ tuyệt vời là nó sử dụng đối với chú là nó quá bình thường luôn hả chị, bình thường luôn, không thể nào mà dùng, phải nói là
đầu năm mà. Không, quý cô chú anh chị ơi, thì Duy Minh cũng là thấy được những cái hình ảnh mà cô chú phải nói là không thể nào mà tả bằng lời được của quý cô chú anh chị. Đó, bà con xem video thì hãy để lại những ý kiến bình luận hay quý chú anh chị, những cái câu thơ mà nói về chú rất là hay luôn. Nhưng mà hôm nay Duy Minh mới phát hiện được quý chú anh chị. Đó, thì hình như là Duy Minh nghĩ rằng ở mộ của chú này còn nhiều điều là bí ẩn lắm quý anh chị, mà mình không phát hiện được quý anh chị. Từ từ sẽ khai thác từ từ cho bà con cô bác cùng xem ha. Thì bà con xem video nhớ để lại những cái ý kiến bình luận ha bà con, để góp ý cho Duy Minh. Và Duy Minh cũng xin cảm ơn bà con. Bà con xem nhớ đợi lại là cái một like và một đăng ký, và nhớ bấm vào nút chia sẻ quý anh chị cho Duy Minh đề xuất video lại ha. Duy Minh chào tạm biệt bà con, hẹn bà con là một video tiếp theo ạ.